Hello các anh trai, sinh năm 1974, tuổi Giáp Dần. Đây là video clip em thực hiện để chia sẻ những nghiên cứu của mình về cái tử vi phong thủy của cái năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh. Thì đầu tiên là như vậy, các anh là người mệnh đại khê thủy, gặp năm bình địa mộc là sinh xuất bất lợi hao tốn. Sao thì chúng ta có, các anh có một cái sao rất là tốt, đó là mộc đức, may mắn, danh lộc tốt. Hạn thì là hình tiền, phòng bệnh nặng. Vận niên là một vận niên khá lành, đó là kê giáp viên, gà về vườn, ok. Thiên can á, cái chữ giáp nó khắc mậu, tương khắc rối rắm bất ổn trong công việc làm ăn. Địa chi dần gặp tức tam tai, nhưng cũng đồng thời là tam hợp. Mà có tam hợp thì hóa giải được rất nhiều cái nạn kiếp của tam tai. Đó là nhìn chung thì đây là một cái năm mà gọi là khá có nhiều điều may mắn, có nhiều điều tương hợp cho các anh. Ngoài cái việc mạng bị sinh xuất và thiên can bị tương khắc ra thì cũng không có gì là quá lớn. Có cái sao bổn mạng, cái sao của năm là sao mộc đức là một cái điều rất là tốt. Đó là những cái mà chung chung, những cái mà ai cũng có thể tính toán lật ra xem được. Thì chúng ta phải xem coi tổng quát là tử vi của năm 2018 Mậu Tuất là đối với tuổi Giáp Dần thì nó như thế nào. Nếu muốn xét cái việc đó thì chúng ta phải xét sơ về cái thiên tính của tuổi này, và để coi cái thiên tính của tuổi này có hợp trong năm nay hay không. Thì như đã nói ở trong những cái video mà trước, nói về cái trọn đời, tử vi trọn đời của cái tuổi Giáp Dần, thì các anh là tuổi Giáp Dần là người rất là khôn ngoan, năng động, có tài ăn nói, dễ thuyết phục người khác. Sự nghiệp thì rất là dễ thành, nhờ biết sống đắc nhân tâm, được lòng người, hay có quý nhân giúp đỡ. Đó là một cái điều mà cũng không phải là tuổi nào cũng có. Các anh là người có nhiều tham vọng lắm, dựa vào đầu óc hơn là sức lực của mình. Dễ thành công lớn nhưng cũng dễ thất bại nhanh nếu toan tính sai nước cờ. Các anh là thủy mà, đúng không? Tích lại rất nhanh nhưng mà dở bờ một phát là đi cũng rất lẹ, cho nên là cuộc sống là có thể lên rất cao nhưng mà xuống thì xuống cũng rất thấp. Đa phần khó có bạn tâm giao, đôi khi lại có nhiều kẻ thù, nhưng là người rất được lòng phái nữ. Nếu làm việc ở môi trường có nhiều nữ hơn nam thì sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Mặc dù cuộc sống có nhiều thăng trầm nhưng vật chất thì không có thiếu, và cũng không khó nhọc tấm thân, chỉ vì mang số lận đận tình duyên. Em hay nói là nam Giáp Dần là lận đận tình duyên, nữ Mậu Ngọ là trung chuyên vợ chồng, chính là vì cái điều này. Cho nên đó là mang số như vậy mà trở thành rối rắm, danh lộc chậm thành. Nam Giáp Dần là sanh thuận thu đông mà ban ngày, nói chung là ngày đêm gì cũng được, là cuộc đời xu thuận, hạnh phúc giàu sang. Còn mà sinh lỗi số, mà sinh nghịch mùa thì cũng không đến nỗi nào là quá cực thân. Tuy vậy cho nên là mình không, ở tuổi này, vào cái thời điểm này của cuộc đời, thì phần lớn những người Giáp Dần là những người đã có khá nhiều cái thành công. Rất ít, thì nói thiệt chứ có 5% số người nam của Giáp Dần giờ này không nắm được vài tỷ trong tay. Họ đều có cơ ngơi và không ăn việc làm hết, rất là tốt. Đây là một cái tuổi rất là tốt cho cái công việc làm ăn và phát triển đường quan vận và danh lộc. Tiền trung vận thì đối với các anh là dễ thành tựu nhưng không bền, vì rối rắm nợ duyên. Tha phương lập nghiệp thì chưa chắc thuận lợi hơn là ở gần. Phần lớn đã có cơ ngơi và thành tựu với đời ở thời điểm này, tuy nhiên phải vào hậu vận mới thật sự đứng vững. Phần đông là người không tính thần linh, phần đông những cái anh này là không có tính thần linh, không có là người mê tín gì đâu. Nếu biết tu tâm thì sự nghiệp sẽ sớm thành và gia đình cũng được êm ấm, mới không bị lận đận tình duyên. Còn nếu mà không biết tu thân thì chắc chắn là mình sẽ rơi vào cái lận đận tình duyên, tại vì cái đó là bổn mạng của mình bị như vậy. Về sự nghiệp và công danh của năm 2018 như sau. Năm Mậu Tuất 2018 các anh gặp sao mộc đức chiếu mạng. Đây là một cái ngôi sao may mắn, tinh quân tốt, may mắn trong công việc làm ăn, tài lộc tăng, mưu sự rất là dễ thành. Sao mộc đức thuộc hành mộc, đối với mạng thủy là sinh xuất,
cũng có phần tiêu hao, thành quả sẽ khó trọn vẹn như là mình mong muốn. Tuy nhiên nó cũng là một cái sao có cái sự tương hợp tương sinh, à, sinh xuất đi nữa nhưng mà nó vẫn có sự tương hợp tương sinh về đồng mệnh, chứ nó không tương khắc thì nó sẽ khổ. À, với hạn là huỳnh tiền cần quan tâm giữ gìn sức khỏe, có thể phải trải qua cơn bệnh nặng, ha, thậm chí là có người mà sinh vào những cái tháng xấu, tháng nghịch mùa thì dễ bị tam hình và dễ bị nguy vong. Về tứ trụ á, thì năm nay là một năm là với thiên thắng thì công việc làm ăn ấy, dù có khó khăn vẫn vượt qua giành thắng lợi. Mưu sự thì tiền hung hậu kiết, à, nhưng với địa tam tai, gia đình tình cảm bất an, có người đau ốm làm hao tốn tiền của. À, vận niên kê giáp viên báo hiệu một năm khá an lành, cuộc sống đầy đủ an nhàn, không có biến động lớn. Đây là năm không có nhiều thành tựu nhưng công danh sự nghiệp vẫn vững vàng và an ổn. À, vậy là một điều tốt rồi. Phối hợp với các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành á, thì như đã nói ở các video trước á, thì là năm nay là can mậu thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, trung vận là thái chỉ, cho nên là hỏa vận sẽ rất là bị dư thừa. Tuy không phải là một năm quá khó, nhưng mà tuy không thất bại nhưng mà thành quả đạt được á, không viên mãn và cũng phải trả giá cao. Sao chiếu mạng rất tốt, à, là sao một đất đó. Mưu sự có dễ có người giúp đỡ nè, có cơ hội để đạt được mục đích. Tuy nhiên đây vẫn là năm tam tai, có thể xảy ra nhiều chuyện khó lường. Các anh nên cẩn thận và đừng mộng lớn quá, à, chỉ nên thực hiện các việc trong tầm tay thì sẽ đem lại thắng lợi, sự nghiệp cũng có phần thăng tiến. Có thể nói đây là năm trên khá đối với các anh trai, à, chứ không phải là khá nè, gần tốt rồi, trên khá luôn đó. À, còn xét về mặt tử vi á, à, năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi các anh á, là tiểu hạn đi vào thắng địa, có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn các sự chẳng lành do sao xấu, à, hạn không tốt gây ra. Các anh đang trong giai đoạn đại vận 10 năm, từ 42 đến 51 tuổi là thời gian vượng phát, công danh gia đạo có nhiều việc đáng mừng. À, tiểu hạn năm nay á, lại được là thắng địa, lại được hưởng tốt từ đại vận, càng thêm sáng sủa, tiền tài danh lộc rất là dễ tăng. À, vậy là chúng ta đang ở trong năm tam tai nhưng mà chúng ta có rất là nhiều thứ phải nói là rất là tốt cho bổn mệnh, cho việc làm ăn, thăng tài thăng lộc ha. Cung tiểu hạn á, thì có tướng ấn tọa thủ nhưng cũng có tuần ở trong cung, tuần nằm bên trong, cho nên đó là các anh có chức quyền hay làm việc được nhiều người ủng hộ hợp tác, nhưng cũng có những thành phần chống đối gây khó khăn. Mọi việc không được thuận lợi như dự tính, có thể phải đương đầu với nhiều trở lực. Tuy không thất bại nhưng cũng phải tốn hao nhiều tâm trí lực, à, tức là không phải là bế tắc hoàn toàn, nhưng mà muốn tốn thì muốn thành công thì cũng phải bỏ nhiều sức lực, bỏ nhiều cái tâm tư hơn, chứ không phải đơn giản là có được. À, ha. Hạn thì có tuế phá, đại hao thiên hư, càng à, hạn là có cả cái này. Công việc làm ăn sẽ gặp nhiều trở ngăn, cạnh tranh khiến phải tốn hao công sức tiền bạc. À, rất may cho các anh á, thì có tuần án ngữ triệt tiêu cái sự xấu, làm giảm nhiều trở ngại đi. Tuy khó khăn nhưng vẫn vượt qua, tạo được sự thành công, có kết quả. Tại vì chúng ta có nè, tướng ấn ha, tọa thủ thì nó sẽ đem ra nhiều cái sự xào xáo trong công việc rồi kia, nhưng mà rất may trong hạn của chúng ta vẫn có tuần luôn, mà cái tuần này là cái sao cái tinh tuần tinh quân này hả, thì nó đặc biệt lắm. Cứ thằng nào vô tốt nó cũng chế hóa lại, mà xấu nó cũng chế hóa lại, cho nên là nó sẽ chế hóa được thằng xấu rất nhiều, mà đặc biệt là nó chế hóa thằng xấu cao hơn là thằng tinh quân tốt ha. Rồi như vậy là hội chiếu có nè, hóa quyền, quốc ấn, long trì, à, ba cái tinh quân này là ngon nè. Công việc làm ăn được nhiều người ủng hộ, tạo được uy thế, sẽ có người có quyền lực giúp đỡ,
ha, công việc dễ thành, hạn có kình lực tuế phá lưu hà, cũng có những thế lực đối kháng phải đương đầu với những việc làm ám muội gây khó khăn không nhỏ. Khi đó kế hoạch của các anh phải đình trệ, chậm trễ tạm thời, tức là cũng có bị phá quậy chứ không phải là đơn giản là muốn là được ha, cái gì cũng vậy, cái gì cũng có giá của nó ha, muốn đạt được cũng phải bỏ mồ hôi sôi nước mắt. Rồi tử vi có tứ hung, đó là tan nè, tan môn, hổ, khóc, hư, có cả tứ hung nha, cả bốn cái xấu. Cũng may á, nhờ có tuần triệt, có cả tuần triệt án ngữ nên cũng giảm phần hư hại. Tuy vậy đừng khởi nhiều tham vọng to lớn và toan tính lợi mình mà hại người thì sẽ không tốt. Biết chế hóa thì sẽ giảm phần khó khăn trắc trở. Các anh cần chú trọng nhiều về mặt sức khỏe vì vốn tính ham việc, coi thường sức khỏe. Mà năm Mậu Tuất 2018 thì là năm có nạn hình tiền cho nên là sẽ không tốt. Đừng có mà như vậy. Cung mệnh thì có Bạch Hổ, Thiên Hùng, dễ gặp chuyện xấu khó lường, tiền bạc thất thoát và bản thân hay người trong gia đình có thể gặp tai nạn nghiêm trọng hay ốm đau. Về mặt tài chính, năm Mậu Tuất 2018 có những tốn hao khá lớn, nhưng với nhiều tài tinh đáo hạn ở trong trong hạn của chúng ta, sự của các anh sự nghiệp vẫn vững vàng, và nếu tích phước làm điều lành vẫn sẽ có dư giả mà để xài. Vậy là ngon rồi, năm mà có dư giả là ngon rồi, thấy không? Nhìn chung như vậy, các mặt về tử vi và ngũ hành thì năm nay đối với các anh Giáp Dần 1974 thì có nhiều cái điều tốt, nhiều cái sự may mắn là hơn là rủi ha. Trong khó khăn vẫn đạt được mục đích, chỉ nên dưỡng để bản thân tránh được bệnh hoạn thì mọi việc sẽ tốt lành. Chủ yếu của năm nay của các anh mà đối về tử vi ngũ hành thì vẫn là cái phần sức khỏe, cho nên là các anh mà khỏe thì các anh sẽ làm ra tiền nhiều thì cũng đúng thôi, đúng không? Này cái máy cày mà nó cày không bệnh thì nó mới cày ra được tiền nhiều thôi. Cho nên đây là một cái điều rất là chúc mừng các anh, vừa trải qua những cái năm mà tam tai, năm trước nặng, năm nhầy hơi nhẹ nhẹ, mà năm nay thì được tam bị tam tai nhưng mà có tam hợp thiếu âm, nó hóa chế hóa đi rất là nhiều. Còn về mặt tình cảm và gia đạo của năm 2018 thì năm Mậu Tuất 2018 này á là được thiên lợi nhưng là địa tam tai, cuộc sống có nhiều niềm vui nhưng cũng nhiều âu lo. Đối với gia đình á, vợ chồng tuy không phải là năm chịu ảnh hưởng xấu về gia đạo nhưng vẫn là năm tam tai, sẽ dễ khắc khẩu làm cho cuộc sống thiếu đầm ấm. Nếu biết thông cảm mọi việc sẽ tốt đẹp. Các anh vốn tính là hay lo xa nên cuộc sống thiếu thoải mái. Năm 2018 với đường phù nè, hỷ thần, vợ chồng có cơ hội thay đổi hay là tân tạo thêm nhà cửa, đất điền, gia đình thêm niềm vui vì cả hai vợ chồng cùng nhìn về một hướng. Công ăn việc làm của năm nay nó khá thuận lợi, dù rằng đang ở trong năm tam tai, nhưng mà năm tam tai thì cũng chỉ sanh ra chuyện rầy rà thôi chứ cũng không có phải là sanh quá khắc đối với các anh trong chuyện làm ăn. Với mà con cái các anh vốn là những người cha mẫu mực, ha, có tiếng nói với con cái, lại hết lòng lo cho con cái. Năm nay thì các anh nên quan tâm nhiều đến sức khỏe của bản thân và phòng tai nạn đi đường cho những người con của mình, nhất là những người dưới 21 tuổi. Nếu vợ chồng muốn sinh con năm nay thì là một năm tốt, vì đứa bé tuổi Tuất sẽ tam hợp thiếu âm với cha, rất tốt cho công việc làm ăn về sau. Tuy nhiên có một số sách thì nói rằng là cha tuổi Dần mà đẻ con tuổi Tuất thì nó hay cãi lại mình, nhưng mà theo mình nghiên cứu thì có thể cái điều đó là không đúng, không chuẩn xác lắm ha. Chữ Mậu Tuất này, con Tuất mệnh mộc này nó không có cứng đầu như vậy. Bình địa mộc chứ không phải là tăng tăng đố mộc ha. Rồi sức khỏe của năm nay á, là rất là sao chiếu mạng tốt nè, dù có chút ốm đau nhưng cũng mau bình phục.
Tuy nhiên mệnh có bạch hổ đáo nhập, dễ gặp chuyện xấu khó lường, bản thân và thân nhân có thể gặp tai nạn hay bệnh hoạn khá nặng. Cho nên là chính vì những mình bị nạn huỳnh tiền, tức là đề phòng bệnh nặng và đề phòng những cái việc bất trắc, cho nên là lái xe cần cẩn thận, coi chừng tai nạn, phạm thân nguy vong khó lường. Như vậy trên đây là tử vi của năm Mậu Tuất 2018 và của các anh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, thì để cho thuận tiện hơn, rõ ràng hơn, và để là tháng nào tốt, tháng nào xấu, giai đoạn nào tốt, giai đoạn nào xấu của cả năm Mậu Tuất, thì em có nghiên cứu thêm vận hạn 6 tháng đầu năm 2018 Mậu Tuất cho cái tuổi này, và em sẽ chia sẻ cùng mọi người để mọi người biết rằng đó là tháng nào tốt với mình và tháng nào không, và để mà cương nhu trong làm ăn cũng như là đề phòng những cái vận hạn của mình ở trong cả năm. Dù rằng nó là năm tốt, nhưng mà nếu mà đó là tháng xung tháng xui thì chưa chắc gì đó là tốt ha. Tốt như nữa nó cũng phải có trục trặc chứ, không? Cuộc con đường nào nó cũng có ổ gà, cuộc biển nào thì cũng phải có sóng, mà sóng to hay sóng lớn là còn tùy vào cái cơn gió. Cho nên là chúng ta đi xét coi thử cơn gió của 6 tháng đầu năm này như thế nào. Đầu tiên á, tháng giêng của năm Mậu Tuất 2018 chính là tháng Giáp Dần luôn. Tháng này là tháng thủy. Như vậy là mệnh thủy, Giáp Dần cũng thủy đồng hàng, thiên can giáp đồng hàng bình thường, thiên can là chữ giáp thì cũng có giáp thần dần dần, địa chi dần gặp dần, hai con cọp ở gần nhau thì không tốt lắm. Như vậy là khởi đầu của năm Mậu Tuất là chúng ta gặp cái tháng ngày năm sinh tháng đẻ. Nhưng mà như đã nói rồi, chúng ta nắm chữ giáp một con dần thì chúng ta không sợ những cái năm xung này đâu. Và nếu về mặt phong thủy tử vi thì nó đều bằng hàng hết, thì chúng ta sẽ không có gì mà phải sợ. Tuy nhiên do tất cả đều đồng hàng, đều là trong cái tháng sinh của chúng ta, cái tháng sinh của tuổi chúng ta, thì cho nên là chúng ta cần đề phòng cái việc bệnh nặng là chủ yếu, chứ còn cái việc là tháng giêng là tháng ăn chơi mà, cũng không có quá nhiều việc làm phức tạp ha, nó chỉ là khởi đầu công việc tạm tạm, chậm chậm, nhẹ nhàng thôi. Tiếp đến là tháng 2, tháng Ất Mão, tháng này cũng là tháng thủy, thì mệnh của chúng ta thủy với thủy đồng hàng thuận lợi, thiên can á, giáp Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, địa chi dần Mão tự chủ bình hòa nhau, không hại hình xung nhau, cũng không tương hợp. Như vậy tháng 2 của chúng ta, của các anh, là một tháng cũng khá nhẹ nhàng và thuận lợi. Tại vì chúng ta có mệnh thủy đồng hàng nè, thiên can giáp không xung gì hết, thì là công việc cũng không có gặp trở ngại, không có những cái trở lực mà đem đến những sự khó khăn trong công việc. Địa chi dần Mão thì cũng vậy, nó cũng không hình hại, không xung khắc gì nhau cả. Nhưng mà người ta nói gì, con cọp nó ghét con mèo gì con cọp gì đó, thì vì bà con chú bác, cho nên là nó có gì mà con mèo là gì con cọp gì đó, thì nó bà con chú bác, cho nên chắc bà con chú bác thì sẽ hộ vợ mình làm ăn được. Như vậy là chúng ta có hai cái tháng đầu năm khá thuận lợi, không có chuyện gì gọi là kiêng kỵ, sẽ rất là dễ dàng trong công việc làm ăn cũng như là mọi thứ của chúng ta, của các anh, của anh chứ của chúng ta nữa. Rồi đến tháng thứ ba là tháng Bính Thìn, tháng này là tháng thổ. Thì mệnh là thổ nó khắc thủy, thổ nó khắc thủy ra xấu cho bổn mạng sức khỏe, thiên can giáp bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, ok. Địa chi dần với thìn tự chủ hòa bình, không hình hại, không xung không hợp nhau. Như vậy là tiếp cái tháng 3 này thì chúng ta cũng bị mệnh của chúng ta nó bị tương khắc ha, thổ nó khắc thủy, mà bản mệnh bị tương khắc đó, thì nó sẽ sanh ra rầy rà, sanh ra cái việc mà bản mệnh của chúng ta nó không tốt. Mà năm nay là nạn huỳnh tiền cả năm, cho nên là tháng này thì nếu là các anh thì em sẽ cẩn thận cái bộ mặt của mình, sức khỏe của mình, xỉn thì không nên lái xe và cẩn thận mọi thứ, chứ nếu không là sẽ phạm thân, sẽ bệnh nặng hoặc là tai nạn, cho nên là chỉ cần chú ý việc đó. Chứ còn mà về thiên can thì mọi việc thiên can không có gì xảy ra, địa chi cũng vậy, không có gì hết.
Thì thực sự ra mà nói, tại sao mà ở trên mà tổng hợp cả năm, người ta nói rằng là năm nay là về công việc làm ăn đồ nhiều thuận lợi, nhiều điều ra kia, thì thực chất ra nó cũng phải ở trong thiên can địa chi, nó không có gì hình hại nhau hết. 3 tháng đầu cũng có hình hại, cũng có xung khắc nhau gì hết, cho nên nhìn như điều đó thì người ta mới luận ra là công việc nó sẽ thuận lợi cho cả năm, và cả năm nhờ các sao chiếu mệnh tốt thì ở trong này nó cũng phải tốt. Tức là nó phải có liên quan với nhau, chứ không phải là ở trên kia mình nói tốt ở dưới này nó xấu tùm lum hết, là không phải. Nó phải có sự liên quan với nhau về tử vi phong thủy ha. Rồi tháng thứ tư là tháng Đinh Tỵ. Tháng này là tháng thổ, thổ cũng khắc thủy, xấu bổn mạng sức khỏe. Thiên can á, giáp đinh cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên dần và tỵ, dần thân tỵ là thuộc nhóm tự hình. So với tự lục xung hay là lục hại thì tự hình rất là nhẹ nhàng nha. Nó trong trong tứ hành xung thôi, dần thân tỵ hợi thôi, nhưng mà xung nó đã cách một con thì cái sự xung khắc này nó rất là nhẹ nhàng. Như vậy là với cái tháng này, tháng tháng tư thì chúng ta vẫn phải để ý sức khỏe, để ý cái bộ mạng của chúng ta, để ý những cái sự va quệt rồi này kia. Bên cạnh đó cái chuyện mà địa chi nằm trong tứ hành xung sẽ có va vấp, có tranh cãi trong cuộc sống hôn nhân gia đình ha, một chút khó khăn nào đó, nhưng mà nó không đáng ngại đâu, rất là dễ dàng để vượt qua. Rồi tiếp đến là tháng 5, tháng này là tháng Mậu Ngọ, tháng này tháng hỏa. Thì mệnh của chúng ta là thủy khắc hỏa, chúng ta khắc tháng ha, tương khắc không tốt lắm cho bản mệnh, nhưng mà chúng ta tương khắc tháng cho nên là cũng không có gì đâu, nhẹ nhàng thôi. Thiên can giáp khắc mậu, tương khắc bất ổn trở ngại. Cái chữ giáp của chúng ta khắc cái chữ mậu của tháng, cái này là chưa gì, là 2 cái chúng ta khắc tháng thôi. Nhưng rất may địa chi của chúng ta là tam hợp dần ngọ tuất, là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, dễ thành công. Như vậy tháng 5 đối với các anh thì là một tháng bản mệnh bị tương khắc, nhưng mà chúng ta khắc tháng cho nên là chúng ta sẽ gặp sự khó khăn, mệt mỏi trong công việc, nhưng đó là không không đáng ngại, không đáng ngại như là thổ bị khắc thủy như nãy ha. Như 2 tháng trên, thiên can thì chữ giáp của chúng ta khắc chữ mậu, tức là công việc có khó khăn, có những cái gút mắt, nhưng chúng ta sẽ đơn giản để giải quyết được. Gặp chúng ta còn có địa chi tam hợp nữa, mà tam hợp thì nó hóa giải rất là nhiều thứ và đem lại nhiều cái sự hợp hợp chủ về hợp về công việc, hợp về gia đạo, hợp về sức khỏe, sẽ tương trợ cho chúng ta rất nhiều để vượt qua cái sự tương khắc của thiên can. Như vậy tháng 5 của chúng ta là có trở ngại, nhưng chúng ta sẽ quyết được rất là dễ dàng, chứ không có phải tốn quá nhiều tâm lực hoặc là mệt mỏi đâu. Cho nên các anh yên tâm. Đến tháng cuối cùng của 6 tháng đầu năm, đó là tháng 6 âm lịch, tháng Kỷ Mùi, tháng này cũng là tháng hỏa, thì chúng là mệnh cũng bị khắc, là không tốt cho bổn mệnh. Thiên can lại thuộc ngũ hợp giáp hợp kỷ, đây là sự hợp trung chính về chữ tính. Dần Mùi thì tự chủ hòa bình, không hình hại, không xung khắc gì nhau, không tương hợp gì hết. Như vậy thì chúng ta vẫn là một cái tháng có bệnh sổ mũi nhức đầu nhẹ nhàng ha. Thiên can của chúng ta nó vẫn nhiều về cái việc làm ăn, thì cái chữ thiên can của chúng ta có ngũ hợp, mà ngũ hợp này sẽ đem đến cái sự may mắn trong công việc làm ăn. Nếu là các anh thì em sẽ nên để những cái việc mà tốt, cái việc mà lớn xảy ra trong tháng này. Thì tháng này chúng ta có ngũ hợp thì chúng ta bàn thảo hợp đồng, ký kết làm ăn thì nó tương đối dễ dàng. Địa chi thì không hình không hại không gì cả, điều này là một cái dấu hiệu hỗ trợ tốt nữa cho cái sự tam ngũ hợp của chúng ta. Cái bản thân cái bản mệnh nó bị tương khắc thủy khắc thổ, là quên, thủy khắc hỏa, là chúng ta không đáng gặp, đáng để nói, thì nó sẽ là một điều tốt. Như vậy so với tất cả các tuổi khác thì giáp dần năm mạng 1974 đang là một trong những cái tuổi mà khá tốt ở trong cái năm Mậu Tuất 2018. Nó tốt như thế nào thì các anh sẽ xem, sẽ nghe, đã nghe từ nãy giờ phân tích 6 tháng đầu năm như thế nào, và hy vọng rằng đây là những thông tin bổ ích để các anh ứng dụng vào cái công việc làm ăn cũng như là gia đình, cũng như tất cả mọi thứ,
để mà có một năm hoàn mãn, tươi đẹp, dù rằng nó đang ở trong năm tam tan. À, các anh mình chỉ nói một điều nè, các anh đây là năm khá thuận lợi, một năm gần như là tốt, khá tốt rồi, chứ chưa tốt thôi. Ha, thì các anh chỉ là đừng toan tính quá to lớn thôi, toan tính cái gì mà vừa phải thì đều có tiền sinh lợi lộc cả. Đây là một cái dấu hiệu rất tốt, ha, chứ không phải là tại gì cả. Thôi thì video về tử vi Mậu Tuất 2018 và vận hạn 6 tháng đầu năm của tuổi Giáp Dần 1974 năm mạng coi như đã xong. Nếu như các anh cũng như các bạn xem thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ. Nếu ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những video clip tiếp theo về tử vi của tất cả các tuổi cho năm Mậu Tuất 2018, cũng như là tử vi nhiều tuổi khác, nhiều vấn đề khác về tử vi phong thủy. Rất vui vì mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.